Xin chào quý bà con cô bác, hôm nay mình đi khu Nam Long Hồng Phát, là khu Nam Long 2 thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, để quay video xem cơ sở hạ tầng ở khu này như thế nào nha. Khu này có rất là nhiều nhà đẹp luôn. Mời quý bà con cô bác mình tham quan cơ sở hạ tầng cũng như những ngôi nhà đẹp ở khu Nam Long Hồng Phát này thông qua video này nha. Quý bà con mình có nhu cầu mua bán nhà tại khu Nam Long Hồng Phát, liên hệ số điện thoại 0939 868788 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và đây là căn nhà nằm ở trục đường chính nè. Khu này nhà cửa dân cư rất là đông đúc luôn, khang trang luôn. Đường nội bộ ở trong khu thì nhìn thấy nó hơi nhỏ nhỏ tí xíu. Đây là ngôi nhà nè. Và đây là trục đường, có rất là nhiều căn biệt thự luôn. Và trước mặt mình là một căn biệt thự nè, rất là đẹp luôn ha. Con đường thì nó không có được to lắm. Khu này nhà cửa sang sát luôn. Rất là nhiều nhà đẹp luôn nè quý bà con cô bác ơi. Nhà ở khích hết trơn luôn rồi. Trời hôm nay cũng đẹp nữa, trong xanh luôn. Mặc dù nhà cửa sang sát mà thấy rất là an ninh luôn. Có một, đây là công viên rất là to luôn nè. Công viên này có hồ nước luôn, hồ cảnh quan rất là đẹp luôn nha. Ở trong khu này có đầy đủ tiện ích luôn. Sát bên là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đầy đủ luôn. Coi trường chuyên Lý Tự Trọng cũng gần khu này luôn nha, kế bên khu của thành đội luôn. Và ngôi nhà này rất là kỳ lạ. Khu này gọi là khu Nam Long Hồng Phát hay là khu Nam Long 2, có khu chung cư luôn. Từ khu này đi ra phía ngoài là đường Võ Nguyên Giáp và tới khu Nam Long 1. Và đây là một căn biệt thự rất là đẹp luôn nè. Tòa nhà này là khu chung cư của Nam Long, rất là to luôn ha. Mời quý bà con cô bác mình tiếp tục tham quan thông qua video này nha.